Vâng, xin chào các bác nhá. Đây các bác các bác này, bác là nhanh tay được ngay con bình thủy ngon lành cành đào này. À, con này thì có bác khách bác đặt rồi các bác. Vâng, em đang bán của nó là 880 000 thì bác ấy cọc là 180 000 rồi các bác. Bác ấy cọc là 180. Đấy, thì là còn thu cũng 700 000 thôi. Đấy, đang bán là 880 000 nhé nhá. Con này tại vì bình của nó là về rất là đẹp, giòn các bác nhìn này. Giòn này, đẹp như trong tranh. Các bác đây, các bác nhìn giòn này. Xanh đét đẹp, đẹp luôn, giòn nguyên bản nhá do nguyên bản 100% luôn nha Các bác nhận hàng kiểm tra thoải mái nha Đấy, do nguyên bản của nó luôn Đấy Ok chưa ạ, dạ. rồi đây, xong đây, các bác nhìn này Ruột thành vách đẹp cực kỳ luôn, xanh đét đẹp luôn Đây, cái nhựa bên trong này, hàng rất đẹp luôn Đấy, lút ấn ngon lành cành đào Đấy, bình của La Thiêu Lan nhá Đấy thì là có bác khách vách đặt của em rồi Đấy, bình em đang bán là còn đó là 880.000 thì bác khách vách đặt là 180 rồi thì là còn thu 700 bác ở bên Uh, Lâm Định ở dưới Lâm Định ở chỗ uh, Hải Hậu Hải Hậu Lâm Định gần chợ Cồn đấy thì là mai đặt xong nên là uh, ba bảo là anh bận quá Thế lại không không nhận được thì bây giờ lại phải đi uh, có việc ở trong tỉnh trong Lam đấy thì là bây giờ hàng xuống thì anh cũng không nhận được mà cũng không không có ở nhà đấy thì là cả gia đình vào đấy là không biết là có việc gì nó tung tóm lại là ba có việc ba chỉ bảo em như vậy thôi thì đây hàng đây em cũng đang chuẩn bị nó đóng gửi đi cho ba đấy chuẩn bị sẵn sàng rồi để đóng gửi đi Thế là ba bảo thế thì lại phải khui ra thì là Ờ uh, ba bảo là đấy thì uh, 180 cọc đấy thì là em uh, chia sẻ luôn cho khách hàng nào nếu như bác nào mà lấy thì uh, trừ luôn vào đấy coi như là anh uh, gửi tặng bác khách hàng ấy luôn. Đấy. Thì tóm lại là hàng nhá, em nói thẳng luôn đấy là em quay video là bác khách này cũng biết được luôn. Bác thường xuyên theo dõi các anh em thế nên là cũng không thể chiếm đoạt được 180 000 đó của bác khách này. Đấy của, của chỗ uh, cái ba bác bác ba, ba là bác um, gì nhỉ? Bác um, Viễn, bác Viễn. Đấy bác bác viễn ở chỗ uh, cồn chợ cồn nam định đấy thì là bao là cả gia đình vào lam có việc gấp thì là anh không nhận được thì thôi mày uh, bán đây cho anh đấy thì uh, đấy nhá thì bác nào mà lấy thì alo cho em nhá em không phải nói nhiều con này thì em cũng có clip test rồi nhá Đấy còn nếu bác nào lấy thì em vẫn test lại cần thì em vẫn test lại cho các bác nhá là test thứ nhất là bơm bơm lên ngon lành cái thứ hai là nước sôi bình thường được chưa ạ nước sôi uh, bơm chạy ngon lành đấy để các bác nhận hàng cảm thấy là thoải mái Đấy còn 180 nghìn đấy thì em nói rồi nhà em không bao giờ ăn chặn của khách hàng gì cả Đây là khách hàng không lấy hàng và bác ấy có nhờ là gửi 180 nghìn đấy là cho bác khách nào mà, 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 mua hàng tiếp theo Đấy thì nhà em không không giữ số tiền cọc đấy đáng lẽ ra thì là bên em sẽ giữ số tiền đấy tại vì là hàng không lấy mà nhưng mà em sẽ trừ thẳng vào cái mặt hàng này cho khách luôn chứ em không lấy cái này và khi em quay cái video này thì bác ấy cũng xem được đấy thế nên là bác cũng có sẽ thoải mái thôi đấy cái này thì việc thì đột xuất thì nó thật sự các bác em cũng nhiều lần rồi em cũng hay đặt hàng nhưng mà tại vì thỉnh thoảng có những cái việc mà nó gấp quá quá liên quan việc gia đình các bác nên là bắt buộc phải phải bỏ đấy em có những cái đơn mà em bỏ hai đến ba trăm nghìn triệu bình thường tại vì là có những đợt em đi xa ngày trước đi hay đi lắp máy ở dưới quảng ninh các bác lắp ở dưới cẩm phả ấy, cho các cái xí nghiệp của malaysia ấy. đấy trước thì chuyên cung cấp các cái thiết bị máy lọc nước mà hạng 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 lớn đấy các bác to á đấy công nghiệp ấy đấy là làm cho anh của em còn nhà bác ruột đấy thì là làm trước hay đi dưới đấy nhỉ đặt hàng xong lúc mà bận thế là lại xuống đấy mất nắp máy mất tháng thế là không thể nhận được hàng không nhờ ai được đấy thế là gì thôi cái tiền ship ấy thì cũng gọi cho chủ là bỏ đấy thì nhờ chủ là báo lại cho khách hàng nào lấy thì trừ luôn đấy thì nhà em cũng phương châm bán hàng y chang như vậy thôi là các bác yên tâm còn con này em đảm bảo cho các bác là hàng chạy ngon lành cành đào được chưa bác nào chốt thì em sẽ có clip test bàn giao cho các bác nhé bàn giao test gửi trực tiếp cho các bác luôn đấy thế là các bác yên tâm còn con này thì anh ấy không lấy thì uh, các bác được lời thôi đúng không ạ đang 880 nghìn tự dưng lại trừ được trăm tám còn 700 ngon quá 3 lít các bạn la lan 3 lít mà còn có 700 nghìn quá tuyệt vời đấy bác nào chốt thì nhanh theo luôn ngay cho em nhé số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979891682 đấy còn uh, uh, chỗ bóc viễn thì uh, nếu mà bác có việc xong rồi nó tóm lại là nếu mà còn muốn lấy hàng thì em sẽ gửi cho các bác cái khác được chưa em sẽ gửi cho các bác khác và em sẽ hỗ trợ bác tiền ship Đấy riêng một chỗ bóc viễn được chưa tại vì cái này là bác cũng có việc chứ cũng không phải là không có ý gì cả đấy thì riêng bóc viễn nhá là nếu như mà đặt một sản phẩm nào khác thì em sẽ free ship cho bác được chưa em sẽ bao tiền ship cho bác luôn Đấy còn cái này là 700 000 là các bác nhận hàng thanh toán phí ship nhá. Tại vì là bác trừ cho 180 rồi mà. Rồi, xin chào các bác. Cái này là có cả dây nguồn đàng hoàng nhé Bác nào lấy là có cả dây nguồn các thứ đàng hoàng nhá.